Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà mình đột nhập vào hành tinh trái đất nhỏ nhất ở trong Minecraft? Bạn ơi, nãy giờ mình bị đi lạc ở trong sa mạc, mình bị khát nước với bị nóng nực quá trời luôn á, không có miếng nước để cho mình uống luôn á các bạn. Bác dân làng ơi, mình đã tìm được một cái ngôi làng, cuối cùng cũng đã tìm được một cái ngôi làng ở trong sa mạc này rồi. Hy vọng là bác dân làng sẽ giúp đỡ cho mình nha. Ở phía bên kia có rất là nhiều nước luôn kìa, nhưng mà nước này không có uống được. Nước biển làm sao mà uống được. Cảm ơn bé rất là nhiều nha. Bé này đã cho mình một cái chai nước để uống nè. Ok, cảm ơn bé rất là nhiều. Ai uống nước vào cái coi nha. Vinh ơi, hôm nay mọi thứ lại không ổn nữa rồi. Thêm một hành tinh xuất hiện nữa rồi. Có nữa hả? Đâu? Trời ơi, kìa. Các bạn có thấy một cái hành tinh đó, nó rất là nhỏ luôn đúng không? Cái hành tinh này nó rất là giống trái đất luôn nha. Nhưng mà đó là phiên bản bé xíu à. Rồi nhìn rất là dễ thương nữa nha. Ủa không lẽ bây giờ mình phải đi lên cái hành tinh này mình xem bên trong. Ủa nó nhỏ xíu như vậy làm sao mà mình chui vô được ta? Anh Vinh ơi, nếu mà anh đi vào được cái hành tinh nhỏ bé như thế này, em sẽ cho anh một cái nút like và một cái nút đăng ký màu đỏ ở phía bên dưới. Wow, cảm ơn em rất là nhiều nha. Và bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi lên đây. Trước khi mà mình đi lên cái hành tinh đó, mình còn phải đi vào nhà mình ăn cái gì đó chứ nãy giờ mình đói quá à. Rồi, vô nhà ăn nha. Ở đây có thịt thỏ nè, thịt thỏ chín. Rồi, chúng ta ăn vào để cho có sức khỏe rồi chúng ta mới có hành trình sức khỏe để mà đi được đúng không? Ăn vô xong rồi. Xong rồi mình lấy cái xẻng, mình đem đi đào cát. Mình đố các bạn, mình lấy cát đi làm cái gì? Anh Vinh ơi, anh lấy cát để mà anh leo lên ở trên đó phải không? Đúng rồi đó em ơi. Thời tới, chúng ta đi lên thôi nào. Rồi, chúng ta đi lên nha. Đấy. Các bạn ơi, mình sắp được đi lên rồi. Wow, không biết là mình chui vô được hay không nữa. Sắp tới chưa? Đây nè. Rồi, nhảy lên nè. Wow. Các bạn thấy không? Đấy. Wow, đây rồi. Oh my god, tại sao mình nó nhỏ như thế này nhỉ? Các bạn. Làm sao mà mình chui vào được ta? Hoặc là quái trưởng. Thôi chúng ta sẽ bước vào nha. Bà la cà na xí muội. Ui, chui vô. Rồi, đâu? Ủa? Đây là đâu? Ủa, khoan, mình thấy cái con gì ở dưới vậy? Trời ơi, bà ơi, ở trong cái hành tinh nhỏ bé này mình đã chui vào được thành công rồi. Mà không hiểu cái cột gì nó đang xoay xoay ở dưới mình cũng không rõ nữa. Nhưng mà chúng ta sẽ đi bước lên. Ôi, ở đây có một cái bóng đèn nè. Ok, đi lên nha. What, cái gì đây? Cái con này nó cầm cái kiếm. Đây là cái kiếm nước nè. Cái gì vậy? Các bạn ơi, chơi mình cho các bạn coi nè. Đây là một cái sinh vật gì đó mình không hiểu nổi luôn á. Ba cái con bộ xương nó ngồi lên đầu với nhau. Hoặc là quái trưởng. Trời ơi, là trời ơi. À, cái con bộ xương này nó ngồi lên đầu á. Rồi, cho mình đi qua phía bên đây mình coi thử nha. Ở phía đây là cái mấy con gì đây? À, mấy cái con kẻ cướp nó đang bị mắc vào một cái mạng nhện nè. Mình nghĩ là chúng ta nên đánh mấy cái con này trước. Nè, nhào vô. Ôi trời ơi, xuống đây chơi nè. Vô, ôi trời ơi. Các bạn ơi, cái con này, cái dáng đi của nó nhìn nó rất là kỳ lạ nha mọi người. Cái con gì mình không hiểu nổi luôn á. Các bạn nào biết đặt tên cho mấy cái con này là cái con gì hay không? À, trời ơi, con này mạnh quá vậy. Happy, cứu tôi với. Mày với mũi nhào vô. Trời ơi, sao mà nó dài như đĩa vậy? Nhào vô. Ôi trời ơi, bé ơi. Làm cục cưng không bé ơi. Anh cùng em tình tan tính tình. Yeah. Và cuối cùng mình cũng đã tiêu diệt xong rồi. Trời ơi, công nhận là hành tinh bé nhỏ như vậy mình chui vô cũng có nhiều quái vật mà mình không thể hiểu nổi luôn á. Rồi, chúng ta tiếp tục đi qua cái hướng nào nữa đây? Xong, như mình đã chiến đấu xong ở phía bên đây. À mà khoan, hồi nãy mình quên ấn cái nút này nè. Cái nút gì vậy? Ấn vô nè. Ấn vô. Mình ấn cái nút, mình được tặng một cái cung nè. Đây là cây cung trái đất. Wow, đây là cây cung trái đất hả? Ôi, mình thấy nó bắn ra cái gì á nè.
Thấy không? Nó bóng ra giống như là một cái quả cầu trái đất vậy đó. Hay hay hay, cái cung này có vẻ xịn nha, xịn nha. Tiếp theo chúng ta sẽ đi qua cái hướng ở phía bên đây ha. Cái hướng ở phía bên đây nè. Ơi trời ơi, mấy cái con zombie này nó cầm cái kiếm màu xanh luôn kìa. Nó quýt mình đau không? Ê, ôi trời. Ôi trời ơi, cái con này quýt đau quá vậy? Từ từ, cái cung quýt á. Khoảng nè, ôi trời ơi, từ từ. Bằng, ui. Wow, cái cung mạnh quá. Trời ơi. Quá xịn luôn các bạn ơi. Cái cung này đúng là mạnh thiệt. Wow, ủa. Nhưng mà ở đây nó ở trên đây nó có treo một cái kiếm nè. À như vậy á là mình phải làm bằng cách nào để mà mình lấy được. Đúng rồi, mình sẽ lấy cây cung này mình bắn vô cái hồng tâm nha. Bắn vô nè thì nó sẽ đưa cái đó đi xuống. Đó, bạn sẽ thấy nó đi xuống dưới đây nè. Rồi bắn thêm một cái nữa. Rơi xuống. Ồ, nó rơi xuống rồi nè. Hay không? Đỉnh liền. Rồi chúng ta sẽ lấy cây kiếm này ha. Wow, cây kiếm này ngon đấy. Wow, đây là cây kiếm hành tinh hả? Cái kiếm hành tinh trái đất hay gì vậy? Ghê. Nhảy. Ở phía bên dưới còn nhiều quái vật quá. Còn một hướng ở phía bên đây. Ở phía bên đây thì còn một hướng nè, chơi nó. Mẹ mày, cho nhà, ui xời, đánh một cái mà nó bay lên trời luôn. Ê, chạy. Ôi trời ơi, sao nó bảo rồi, chạy. Ôi trời ơi, mấy con này nguy hiểm phết đấy. Ủa hả, nãy giờ mình quên, mình sẽ dùng cây cung này nha. Đây, cây cung nè. Cây cung hành tinh, wow, một phát là một con. Wow, ghê. Trời cung nè. Đó. Mày. Ui trời ơi, trời. Bắn nè. Ở đây có một cái rương nè, sẵn tiện mình lấy cái rương ở đây. Ôi, ở đây nó có những cái quả trứng sinh ra gì đây? Cái gì vậy? Ủa? Các bạn ơi, cái này là cái gì vậy? Từ từ. Quay, bước. Ôi trời ơi, nếu mà mình đi vào mình sẽ bị mất máu. Cho, để mình bước lên đây ai. Đơn giản. Ôi trời ơi, mấy cái bẫy này làm gì mà hù dọa được tôi, đúng không anh em? Ok, không sao. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bước xuống thôi nào. Đây. Bước xuống. Ôi trời ơi, à, cái gì? Sao mà nhiều quái vật cái vậy? Từ từ. Không thể tin được là ở trong cái khu vực đó rất là nhiều quái vật. Ôi giời ơi. Wow, cái cung này tàn phá nhanh thiệt luôn á bạn ơi, coi nè. Yeah. Ôi giời ơi, bằng một cái cách thần kỳ nào đó mình bắn vài phát một là yêu quái nó chết luôn rồi. À, mình sẽ đặt mấy cái này nha để cho những cái con vật nó sẽ quái vật nó sẽ không có hồi sinh được. Ê, cái cục gì ấy? Quá, cái cục này nó biết đi luôn nè, nó đánh mình luôn nè. Từ từ bạn ơi. Cái quả cầu nè, quả. Bập. Nhảy vô, cái cục này nó. Cái cục này nó đi theo mình. Chết. Quay. Yeah. Lại đây. Come on. Và cuối cùng mình cũng đã tiêu diệt được cái cục gì mà nó đi theo. Thật ra, ôi ở đây có một cái rương nè. Wow, trời ơi, ở đây có trái táo vàng được phù phép nè. Tuyệt vời, lấy về. Rồi mình sẽ bỏ mấy cái thứ không cần thiết đi vô. Hay xong rồi, ha ha. Ôi, cái con gì vậy các bạn? What? Các bạn ơi, các bạn hãy bình luận ở dưới video này cho mình biết nha. Cái con này là cái con gì vậy? Sao mà tự nhiên nó lại xuất hiện ở đây? Rồi, nó nhảy lên để mà nó đi hay gì á? À, ok thôi. Con này nhìn ghê vậy. Mày nói thử đây. Ôi trời ơi, nó có cái lưỡi kìa. Cái lưỡi của nó rất là dài nha các bạn. Nè. Ôi trời ơi, nó ăn mình kìa, nó muốn ăn mình kìa. Chạy. Trời ơi. Con này nó có cái lưỡi nó kéo mình lại chứ mình không thể chạy được. Này nha, quýnh nó thử đây. Mày nè, nhào vô này. Đây. Lưỡi dài hả mày? Lưỡi dài nè. Rồi,
Và bây giờ chúng ta sẽ đạp cái cục này xuống đó, để mà đi xuống nha các bạn. Này thấy không đó, một thế giới nhảy xuống. Ôi, chúng ta đã bước sang thế giới của con rồng rồi. Đi lên thôi, ăn cái quả táo vàng đi vào. Yeah yeah, đi thôi nào mọi người ơi. Và cái con rồng lần này là sẽ là con rồng gì đây? Ôi, cái con rồng này nó có màu gì vậy? Wow, nó có một cái màu xanh nha, đẹp dữ vậy ta. Ôi trời ơi, đây nè các bạn ơi, mình cho các bạn coi lại cái con rồng nè. Ồ, ngầu chưa. Đó. Ok ok ok, con rồng đây rồi đúng không? Và mình sẽ sử dụng cái cung hành tinh này mình bắn nó thử đây. Hình như là bắn không tới các bạn ơi. Con rồng này nó bay cao quá, mình bắn không có tới. Cái đây quay, bắn nè. Ôi, dùng cái cung mình bắn nó. Mày xuống đây con rồng. Và bây giờ mình sẽ dùng cái đôi cánh của mình để mà bay lên nha. Bay lên. Xong rồi, mình sẽ dùng cái cung này mình bắn mấy cái quả cầu này. Quá tuyệt vời. Bay lên tiếp. Và một quả. Còn cái quả ở đây nữa nè. Xuống này, đáp xuống, đáp xuống. Yeah! Rồi, chúng ta sẽ đặt nó nha. Rồi, nhưng mà trước khi mà mình đặt cái cục này á, mình phải cần đặt như thế này nè. Yeah! Rồi, chạy. Xuống dưới đây rồi, nó sắp xuống dưới đây rồi. Chuẩn bị nha. Ok, đi xuống. Đè. Đây rồi, mày xuống đây. Nè. Ui, sao mà quýnh nó không được ta? Con rồng này nè. Chiêu gì vậy? Từ. Wow, bắn á. Không ổn rồi mọi người ơi, con rồng này nó dai quá. Yeah. Ôi, không sao. Ừ, thế nãy giờ mình có cái quả trứng này mà mình quên. Đây, đặt cái quả trứng đây nè. Ủa? Con rồng đi đâu vậy? À, mình biết cái con rồng này nó đi đâu luôn rồi. Khi mà mình đi xuống dưới á, thì mình thấy cái con rồng này nó đang bay ở dưới nè. Nó không có bay lên được, tại vì mình đã dùng sức mạnh làm cho nó xuống dưới đây luôn rồi. Nói chung là cái con rồng này nó bị chìm xuống cái dưới luôn rồi, nó đi lên không được. Nên là mình đã giành chiến thắng luôn rồi nha các bạn. Nói chung là ngày hôm nay mình đã trải nghiệm khi mà đi vào cái hành tinh nhỏ ở trong Minecraft thì nó sẽ như thế nào. Thì các bạn còn cái ý tưởng nào hay không thì hãy nhớ bình luận phía dưới cho mình biết nha. Và các bạn xem xong video này nhớ cho mình một cái nút like nha. Và một cái nút đăng ký kênh. Hôm nay bây giờ là tạm biệt các bạn. Và hẹn các bạn trong các video lần sau. Bye bye mọi người.